chúng tôi bắt đầu với thử nghiệm độ tối ưu của các chế độ lái khi chạy trên các địa hình khác nhau. Khúc cua tay áo này thực sự khó khăn nhưng chưa đủ để làm khó được Ranger. Và nếu bạn nghĩ chiếc xe đã vượt qua đoạn đường đầy chông gai thì thử thách cam go hơn xuất hiện. Lúc này, hệ thống dẫn động của bánh kết hợp cùng khóa vi sai cầu sau điện sẽ tự động điều chỉnh phân bổ lực và tỷ số chuyển lực để duy trì cân bằng hoạt động của xe, làm nên một Ranger bất khả chiến bại.